Một bàn tay có 5 ngón. Chúng ta đã học được 5 số. Vậy là đã được một bàn tay rồi. Bây giờ chúng ta sẽ học sang bàn tay còn lại nha. Bắt đầu là số 6 nè. Số 6. Số 6 viết rất giống một cái cờ đó các bé. Số 6 thật dễ thương. Hình dáng trông đẩy đà, giống hình cái còi thổi. Bé thổi thử xem nào. Số 6 chỉ có một nét đơn giản thôi. Em viết theo nhé. Một nét cong nè. Từ từ kéo xuống cho thật tròn nè. À, xong rồi. Chúng ta có 6 quả xoài. 6 quả xoài. Nhiều giỏ táo quá vậy. Bé hãy xem các giỏ táo này có mấy quả táo nhé. Và nối các giỏ lại với nhau theo thứ tự từ bé đến lớn nha. 5 quả táo nè. 4 quả táo nè. 2 quả táo nè. 6 quả táo nè. 1 quả táo. 3 quả táo. Vậy là ta nói giỏ táo có 1 quả táo với giỏ táo có 2 quả táo. Nói tiếp với giỏ táo có 3 quả táo luôn nha. Tiếp tục đi bé. À, nói tiếp đến giỏ táo có 4 quả táo. Xong rồi, nói với giỏ táo có 5 quả táo. Và cuối cùng là nói đến giỏ táo có 6 quả táo. Bé đã hoàn thành xong bài tập này rồi đó. Giỏi chưa kìa? Tiếp tục một bài tập nữa nha. Ý, sao có vài quả cam chưa có số vậy ta? Lại một bài tập thú vị nữa đây. Bé hãy xem các số còn thiếu trong các quả cam là số mấy nhé. Câu số 1 chắc chắn là số 2 rồi. Vậy là số 2 sẽ đặt vào quả cam này đây. 3, xong rồi thì sẽ đến 4. Số 4 sẽ được đặt vào quả cam này. Hi hi, dễ quá. Quả cam cuối cùng sẽ được đặt số 6. Số mà bé vừa mới được học đó nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quả cam. Chúng ta cùng đập to hình bên dưới có số lượng là bao nhiêu nha bé. Bắt đầu nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 xe đạp. Bốn xe hơi. Ba xe tải. Một nè, hai nè, ba nè, bốn nè, năm nè. Năm xe buýt luôn. Một xe cứu hỏa. Tiếp theo, chúng ta sẽ học đến số 7 nha. Số 7, để xem số 7 viết thế nào nhé. À, số 7 dễ ơi là dễ. Bé nhìn có giống cái lưỡi liềm không nào?